việc. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Piu Piu lần đầu lập kỷ lục chiến thắng game show với số tiền gần 350 triệu đồng. Vừa qua, game show mang tên Tường Lửa đã chính thức được lên sóng với khán giả. Đây là chương trình mà thời gian qua nhiều khán giả lẫn nghệ sĩ vô cùng háo hức. Cũng là game show thể hiện những hiểu biết, kiến thức, nhưng giá trị giải thưởng lớn nhất tại đây lên đến 6 tỷ đồng. Có thể nói đây là chương trình đầu tiên ở Việt Nam có tiền thưởng khủng như vậy. Tập đầu tiên, hai người chơi chính là những anh chàng được giới trẻ cực yêu thích, Piu Piu Virus. Rất nhiều khán giả đã hy vọng rằng cặp đôi này sẽ đem đến những con số thật ấn tượng thông qua độ nhanh nhạy, hiểu biết và thông minh của họ. Ở phần chào đầu, Virus không ngần ngại tố Piu Piu rất giỏi thả thính gái đẹp khi đến bất kỳ sự kiện nào trên sóng truyền hình. Trước lời tố của bản thân, Piu Piu cười. Không hiểu sao Virus lại nghĩ mình như vậy. Không nằm ngoài dự đoán, cả hai đã vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên khá nhẹ nhàng, mang về 40 triệu đồng. Tiếp đó, các câu hỏi bắt đầu khó dần và nhiều cung bậc cảm xúc cũng diễn ra từ vui vẻ, hào hứng đến hồi hộp, vỡ òa. Trải qua hai vòng chơi, Piu Piu Virus mang về 117 triệu đồng. Nhưng sự ngạc nhiên của trường gian lẫn khán giả xem truyền hình. Tuy nhiên số tiền này vẫn chưa dừng lại mà còn tiếp tục tăng cao ở đoạn sau của chương trình. Bước vào vòng 3 đầy gay cấn, Virus đảm nhận vai trò trả lời các câu hỏi, còn Piu Piu bên ngoài sẽ tính toán thả bóng vào những khe tiền nhất định. Cặp đôi này đã có những giây phút vô cùng hồi hộp ở đoạn cuối khi Virus quyết định chờ kết quả tiền thưởng từ Piu Piu. Và cực may mắn, Piu Piu bên ngoài đã có thể mang về con số 349 triệu 890 ngàn đồng trong sự vỡ òa của mọi người. Cả trường gian cũng trố mắt vì đây là lần đầu tiên anh dẫn một chương trình mà người chơi có thể giành được giải thưởng khủng đến như vậy. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.